Đây là con người của tình yêu thương và gia đình. Mình sẽ là cái người rất là nhẹ nhàng, thích ôn hòa, thích những cái điều mà đơn giản, hiền lành. Đấy. Thế nào, bấm vào ở đây nhé. Thì có hai cái chỉ số quan trọng này. Thứ nhất là chỉ số 7, là chỉ số đường đời. Với chỉ số 7, chỉ số đường đời ấy, thì mình được thiết kế, cái cuộc đời của mình nó được thiết kế là mình sẽ phải có những cái va vấp để trưởng thành. Mình sinh ra, mình lớn lên và mình ở trong cái kiếp sống này ấy, đó là mình là nơi, là một cái trường học để mà mình trưởng thành. Và mình chỉ có trưởng thành được bằng cách những cái trải nghiệm đó. Cho nên để mà có được những cái bài học ấy, cái cách tốt nhất và sớm hay muộn, muốn hay không muốn thì nó cũng đến, đó là gì ạ? Đó là nó sẽ đến với mình bằng những cái trải nghiệm. Và những cái trải nghiệm này thì nó có thể mang đến cho mình những cái mất mát. Đấy, những cái mất mát trong cuộc đời của mình có thể đến từ những cái liên quan đến những cái mối quan hệ. Bởi vì sao? Bởi vì mình là cái người khá là khó để mà diễn đạt được bản thân. Đó. Mình nhiều cái mình nghĩ nhưng mình không có nói được. Có nhiều thứ mình cảm được nhưng mình không nói được. Và đặc biệt mình có một cái trực giác rất là tốt. Cái trực giác nó là cái gì? Trực giác nó chính là cái một cái gọi là giác quan thứ sáu. Đấy, tức là mình cảm nhận được là cái người đó nó tốt hay không tốt với mình. Đấy, cái sự việc đấy nó xảy ra với mình, có một cái ai đó nhắc nhở cho mình kiểu kiểu như vậy. Cho nên trực giác của mình cực kỳ tốt. Tuy nhiên cái trực giác tốt thì đồng nghĩa với cả cái cảm xúc của mình nó khó để mà kiểm soát. Cho nên là mình không kiểm soát được cảm xúc, đồng nghĩa với việc là cái năng lượng của mình ấy, nó cứ lên xuống như là thủy triều như này này. Đó, và nó dẫn đến cái tình trạng là gì? Dẫn đến tình trạng là mình rất là mệt mỏi. Đấy. Mình không kiểm soát được cái cảm xúc, cái năng lượng cảm xúc của mình. Dẫn đến là mình cứ lúc thì vui, lúc thì buồn, chẳng biết tại sao mình vui, chẳng biết tại sao mình buồn. Đấy, xong đầu đôi khi chỉ vì một câu nói thôi, nhưng mà mình buồn mất cả một thời gian dài. Đấy. Mình cái khả năng mà kiểm soát cân bằng cảm xúc của mình là đôi khi nó hơi yếu. Đấy. Nhưng mà may mắn là mình có một số cái yếu tố nó bù đắp vào. Thứ nhất đấy là cái thái độ số 5. Thái độ số 5 thì mình sẽ là cái người cũng khá là hòa đồng, vui vẻ, đấy, hoạt bát, cũng là thích tự đưa ra quyết định, thích tự do, thích đây đi đây đi đó, cũng không thích bị áp đặt, không thích bị ép làm cái này cái kia. Đấy, mặc dù mình là cái người hỗ trợ, mình là cái người đi theo, mình là người support rất tốt, nhưng mình thích cái sự nhẹ nhàng. Đấy, nói chuyện với mình là cứ nói nhẹ nhàng là mình thích, cứ quát mình là mình không thích. Đúng không? Bật cái mic lên em. Bật mic lên rồi còn trao Vâng đổi. ạ. Vâng ạ, đúng thế ạ. À, nói có đoạn nào đúng thì gật đầu cái để còn biết. Đúng chưa? Vâng ạ. Rồi. Với cái đường đời số 7 ấy, thì nó có thêm cái điều nữa, đó là mình sẽ có những cái mất mát trong cuộc sống. Và cái mất mát trong cuộc sống của mình ấy, ở đây ấy, thì nó có thể đến từ cả ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đấy là về mặt gia đình. Tức là trong cái tuổi thơ của mình ấy, là mình có thể mình không không ở trong một cái gia đình hạnh phúc. Đó. Cho nên là mình sẽ có những cái mất mát, có cái cảm xúc của mình nó bị tổn thương khi mà còn nhỏ. Mình đã bị tổn thương vì trong một cái gia đình có thể là mọi người không hiểu mình, hoặc là mọi người không hiểu nhau, bố mẹ cãi nhau, chia tay, hoặc là có những cái căng thẳng dẫn đến là mình bị thiếu hụt đi cái tình yêu thương của bố mẹ. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái này có không? Em chỉ nói có hay không thôi. Dạ có ạ. À, có luôn. Rồi. Gia đình em thì có vấn đề gì không?
Gia đình em thì cũng bình thường, nhưng mà thỉnh thoảng thì kiểu ngày xưa bố mẹ cũng hay cãi nhau ấy thầy, kiểu nói chung là kinh tế không có, xong thì đến lúc bố với mẹ lại không hợp nhau, nên là bố thì thích làm lớn, mẹ thì không thích, nên là kiểu hai người bất đồng quan điểm thế ạ. Ok. Rồi. Đấy là cái đầu tiên này. Cái thứ hai ấy, đấy là về mặt là mặt tình duyên, là mình cũng sẽ phải trải qua những cái sóng gió, những cái vất vả. Bởi vì sao? Bởi vì mình khó tìm được cái người hiểu mình. Tìm được cái người hiểu mình hơi khó. Bởi vì bản chất là đôi khi là mình cảm giác khó kết nối với cả những người khác. Mặc dù với những người thái độ số 5 là người rất là cởi mở nhé. Có vẻ tức là ở bên ngoài mình rất là cởi mở, vui vẻ, thoải mái. Đấy, cũng sẵn sàng chia sẻ. Nhưng mà tận sâu thẳm bên trong của mình ấy, thì mình là cái người sống nội tâm. Đó. Ở bên ngoài thì mình cũng thích vui đấy. Thì chỗ nào vui mình cũng thích đấy. Mọi người mà vui là mình sướng lắm, mình thích lắm, mình ngưỡng mộ lắm. Nhưng mình thì là cái người mà thích nội tâm, thích về những cái gì đấy liên quan đến cảm xúc, liên quan đến tâm linh, liên quan đến tình cảm. Đó. Đó. Và với cái đường đời số 7 thì nó thể hiện mình là cái người khá là nghiêm túc. Đấy. Khá là chi tiết, cẩn thận. Đó. Và cái người làm chuyên môn rất là tốt, tức là mình có một cái chuyên môn nào đó thì mình thường ấy thì mình nghiên cứu đào sâu nó. Đó, mình làm mình tập trung, ít khi thay đổi. Đấy, mặc dù là thái độ năm thì là mình cũng rất thích là thay thay đổi đi đây đi đó, nhưng mà bên trong của mình ấy thì lại sợ hãi, có nhiều nỗi sợ, bởi vì linh hồn số 2 thì là thích an toàn, thích cái sự an toàn, thích cái sự nhẹ nhàng, thích sự hòa bình, cho nên là gì ạ? Cho nên là đôi khi là mình lại có nhiều nỗi sợ, có không? Có đúng đúng cái phần kiểu em cũng nhiều khi bị cẩn thận quá ấy, đi làm thường cứ kiểu theo đúng cái quy trình của nó ấy thầy, nên là nhiều khi bị các chị là thôi làm cái gì thoáng thoáng lên thì làm cứ làm cái đúng quá, nên là đi làm các chị cũng nhắc mãi là đi làm với lại đi học thì lại khác nhau, thay đổi đi, em phải công nhận đấy là đúng thầy ạ. Đúng rồi. Mình muốn thay đổi lắm ấy, nhưng mà nó cứ khó khó, cứ vướng vướng ấy, đúng không? Đúng rồi ạ. Ừ, chuẩn luôn. Ừ. Em là cảm giác kiểu lương tâm không cho phép, ví dụ cắt giai đoạn hay là thế nào, cảm Ừ. giác như mình không không được làm như thế, mình phải làm đủ các bước theo đúng quy trình, Đúng rồi. nên là nhiều khi hay bị nhiều người khác nhìn vào thì lại bảo là làm chậm hay là có mãi không xong, nên là cái đấy không cần thiết thì cứ làm. Thì đấy là cái đường đời số 7 kết hợp với cả sứ mệnh số 8 thì chúng ta sẽ ra con người như vậy. Bởi vì là cái người số 7 và người số 8 ấy đều là cái người có cái trí tuệ khá là tốt. Có sự trải nghiệm, có sự nghiêm túc, có sự nguyên tắc, có trách nhiệm trong công việc. Đó. Cho nên mình làm cái gì nó mình cũng muốn đạt được cái sự hoàn hảo. Đấy, và mình cái tính của mình nó là tính cầu toàn. Cái gì mình cũng muốn là làm nó phải đến nơi đến chốn, nó phải hoàn hảo. Đấy. Tuy nhiên mình lại bị một cái, đấy là cái mũi tên gọi là uất hận, cho nên là mình đôi khi là mình làm không không được, tức là mình mong muốn đạt được cái điều đấy nhưng mình làm không có được, rồi tắt định được không sao. Đấy, thì dẫn đến cái tình trạng này ạ, là mình bị ấm ức. Đấy, mình tự thách tự một là tự trách thân trách phận, hai là mình trách móc những người khác. Mình trách những người khác bởi vì sao? Bởi vì mình là cái người hỗ trợ họ rất là tốt, mình hỗ trợ rất tốt, mình giúp đỡ họ, mình chăm sóc họ, nhưng mà mình lại không nhận được những cái thứ giống như mình mong muốn từ họ. Chính xác đấy ạ, cái này em phải nói là rất là đúng luôn. Nhiều khi em giúp đỡ rất là nhiều người ấy, nhưng mà đến lúc mà mình giúp đỡ như thế, đến lúc họ quay lại với mình luôn, nhiều khi người ta lại cho đó là kiểu như là làm khổ người ta ấy thầy. Mặc dù trong thâm tâm của mình là rất muốn người ta tốt lên, mình thấy như thế là tốt, mình hướng người ta đi, nhưng mà đến lúc hướng xong thì người ta lại quay ra trách mình. Thì
cái trường hợp này nó cũng là cái chuyện có cách để giải. Cái cách giải nó đơn giản là như này thôi. Cái thứ nhất đấy, đó là mình hãy yêu thương bản thân mình. Cái đầu tiên đấy, đấy là người không vì mình trời tru đất diệt. Đầu tiên là yêu thương bản thân mình. Cái thứ hai nữa mới giúp đỡ người đáng giúp. Nhớ này, giúp người đáng giúp, đừng giúp cái người mà không đáng giúp. Không đáng giúp là sao ạ? Là cái người ấy họ không có muốn. Ví dụ như là ngày hôm nay ấy, là các bạn là rất là muốn thì anh sẽ giúp. Chứ còn cái người mà anh nhìn thấy là có vấn đề luôn nhưng họ không muốn anh không nói. Đấy, tức là cái người là phải có khát khao, họ muốn giúp, muốn thay đổi thì mới nói. Chứ còn kể cả là nhìn thấy người ta chết đến nơi rồi nhưng mình không nói. Bởi vì sao ạ? Nếu như mà nó phải gặp cái vấn đề mà mình xông vào mình giải ấy, đó, mà nó không muốn ấy, thì cái nghiệp của nó đáng ra nó phải chịu thì nó sẽ nó chuyển sang mình đó. Cho nên là chỉ giúp cái người đáng giúp nhé. Mình thì mình thích giúp người rồi, cái tính của mình là tính thích giúp người khác đó. Rồi có hai cái mũi tên, là mũi tên uất hận thì khiến cho mình có những cái cảm xúc không vui, nó hay hay giận hay hờn hay dỗi đấy, là mình cũng hay bực bội khó chịu đấy, hay trách móc hay tiêu cực, nói thẳng là hay tiêu cực đó. Suy nghĩ tiêu cực thì nó không có tốt, nó ảnh hưởng đến mối quan hệ và những mối quan hệ xung quanh mình, là nó không có nhiều. Chính xác là mối quan hệ của mình không nhiều, mình là người ít mối quan hệ. Đó. Tuy nhiên mối quan hệ đã, mình thì là cái người cũng khá là dễ sống, đấy cũng là dễ thích nghi thôi, không phải là khó khăn. Nhưng mà để xây dựng một mối quan hệ mình không hề dễ. Tuy nhiên những mối quan hệ nào mà đã xây dựng với mình rồi ấy, thì thường nó cũng sẽ là những mối quan hệ rất là chất lượng. Đó, mình ít bạn nhưng mà bạn của mình khá là chất lượng, tức là cũng khá là thân thiết. Nhưng mà để mà tìm được người mà hiểu mình là hơi khó đấy. Đó. Thế thì để mà giải quyết cái bài toán này thì có một cái yếu tố rất là quan trọng, đấy là kích hoạt con số 5. Đó, kích hoạt con số 5 này bằng cách này, mình vui vẻ này, mình thoải mái này, mình phóng khoáng này, mình chia sẻ đi. Đó, mình đi lại nhiều hơn. Giống như hôm trước nói chuyện với cả cái bạn Cúc ấy, cũng thiếu con số 5. Cái con số 5 là con số ở trung tâm, con số kết nối. Thiếu con số 5 phát là nó cuộc sống nó lao đao hết. Đấy. Đây. Đây là cái biểu đồ ngày sinh của mình nhé. Đây mình có một con số 1 này. Đấy, hai con ba con số 2 này. Một con số 9 này. Đấy. Đấy, cái vấn đề là cái con số 9 ở đây này, nó gọi là ốc đảo cô đơn. Cho nên là gì ạ? Con số 9 là gì ạ? Con số 9 là biểu biểu trưng biểu biểu trưng cho cái gì ạ? Con số 9 là biểu trưng cho hoài bão, cho ước mơ, cho lý tưởng sống, cho những cái tham vọng của mình. Cho trách nhiệm, cho sự cống hiến vì cộng đồng. Đấy, về một cái ý nghĩa nhân văn. Đấy, thì con số 9 là con số rất là nhân văn, luôn cho đi giúp đỡ người khác. Đấy, có lý tưởng, có sự cống hiến. Thì với những cái bạn mà từ sinh năm từ năm 2000 trở đi ấy, không phải bạn nào cũng có con số 9. Và đấy là lý do rất nhiều bạn sống rất là ích kỷ, sống chỉ biết cho bản thân mình thôi. Đấy. Và họ rất là chơi vơi. Có hôm trước có xem có một bạn là sinh ngày mùng 2 tháng 2 năm 2002. Tức là gì ạ? Nó có toàn số 2, bốn con số 2 và thiếu hết những con số còn lại. Thì khi đấy thì các bạn nó sẽ có những cái sự chơi vơi đấy, sẽ có những cái sự khó khăn trong cuộc sống của mình đó. Tuy nhiên có một cái điều anh mới phát hiện gần đây á, đó là gì ạ? Những người mà chống nhiều con số này ấy, thì đều là những người rất tuyệt vời. Tại sao ạ? Bởi vì những con số trống này nó là cái tờ giấy trắng, mình điền vào đấy cái gì thì nó là do mình. Tức là gì ạ? Là nhân, tức là nhân định thắng thiên ấy, là ở đây ấy, những cái người mà thiếu nhiều con số ấy, thì lúc đó hoàn toàn họ dựa vào cái gì ạ? Họ dựa vào nhân định, tức là nó gọi là thiên định và nhân định. Thì lúc này nhân định sẽ quyết định là trò chơi là thắng hay thua. Tức là cái cuộc sống nó cho mình một cái ván bài mà
gọi là nó không có một cái định hướng nào quá rõ ràng, và cái tương lai của mình nó là do mình viết ra, và đấy là cái điều rất là hay đó. Và những người này chỉ cần làm gì ạ? Chỉ cần thứ nhất học tập chăm chỉ, thứ hai đi theo cái người giỏi hơn mình, cứ đi sẽ đi theo cái người giỏi hơn, thành công hơn, gọi là lãnh đạo có tâm có tầm ấy, thì ắt là sẽ thành công đó. Cứ đi học những người giỏi thì ắt là thành công. Những người mà thiếu càng nhiều con số thì càng gì ạ? Càng tuyệt vời. Bởi vì sao ạ? Bởi vì số 0 là cái con số gọi là kỳ diệu, con số mà đến bây giờ khoa học chưa khám phá ra hết. Đấy, và con số 0 đó là gì ạ? Là do mình tự tạo ra. Ok không nhỉ? Mình sẽ nắm nắm giữ cái vận mệnh của mình. Đó. Chứ còn những cái người mà có nhiều con số thì sao ạ? Thì họ sẽ là những người tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì họ được được ưu ái cho những cái năng lực mà những người mà thiếu những con số không có. Đấy. Còn ví dụ ở đây chẳng hạn là em sẽ cảm giác rất là khó để tin cái điều gì đó. Đấy. Mình khó tin về những cái vấn đề liên quan đến tâm linh. Mặc dù mình là con số 7, mình rất thích tâm linh, nhưng mà mình lại khó tin, tức là mình phải có cái gì đấy, mình phải thực sự là, tức là khi mà mình chống với cái mũi tên 157 á, à 357 á, cái mũi tên này, mình chống cái mũi tên này, đấy, đây là mũi tên, là gọi là mũi tên hoài nghi, nó dẫn đến là mình cứ hoài nghi mọi thứ, mình cứ nghi ngờ, mình cứ không yên tâm. Khi mà mình làm việc với người khác, mình cứ cảm giác không yên tâm, giao việc cho người khác mình cũng không yên tâm, đấy, nói chuyện với người khác mình cũng không yên tâm, đấy, tức là mình có tính nghi ngờ cao, đấy, tính đa nghi, đại khái là tính đa nghi. Đấy, với cái tính đa nghi này thì sao ạ? Thì mình giấu ở bên trong thôi, mình không nói ra đâu, nhưng mà nó làm cho mình khó kết bạn, khó có bạn thân. Đấy. Rồi khi mà làm việc với công ty, với đối tác, với khách hàng thì mình đa nghi, dẫn đến cái tình trạng là mình sẽ không thoải mái, không sởi nởi, khó đặt niềm tin vào người khác. Đó. Là nếu như mà mình thử đặt niềm tin vào người khác mà mình sai thì sao? Thì lúc đấy mình lại uất hận, tức là mình có những lúc ấy thì mình bảo thôi, bây giờ mình không đa nghi nữa, mình thử tin một lần xem sao. Nhưng vấn đề là khi mình tin một lần ấy thì nó lại gì ạ? Nó lại rơi vào tình trạng là mũi tên uất hận. Đây, cái mũi tên uất hận này. Mũi tên uất hận là mũi tên thể hiện cái trạng thái là hay giận dỗi, hay hờn, hay giận, hay trách, hay móc. Đó. Thì nó làm cho mình là gì ạ? Sợ hãi. Cho nên là thà mình đa nghi còn hơn là mình sợ hãi. Đó. Lúc nào mà mình tỉnh ra, mình nghĩ ra, mình không nghi nữa thì mình lại sợ. Và đây là cái vấn đề rất lớn. Đó. Đúng. Bây giờ nó chỉ có một cách dễ nhất, nhanh nhất, đây là điền con số 5 ở đây. Điền con số 5 ảo ở đây. Em nhìn nhé. Điền số 5 ảo lập tức là đứt hai cái mũi tên xấu không còn nữa. Em sẽ không còn đa nghi, không còn hoài nghi nữa. Cũng không còn uất giận, không còn nóng giận nữa. Kiểm soát cảm xúc sẽ tốt hơn. Cái trục cảm xúc là trục này. Trục cảm xúc là trục này. Đây ạ. 258 này, trục cảm xúc này. Đấy, trục cảm xúc này nó sẽ tốt hơn. Đó. Rồi. Vậy làm sao để điền được thầy? Hả? À, nếu mà Cái gì? để mà điền được thì mình cần phải như thế nào ấy thầy? Ờ đấy vừa nói đấy. Để mà điền được thì mình phải đi lại nhiều hơn, phải gặp gỡ nhiều người hơn, phải chia sẻ nhiều hơn, phải nói chuyện với nhiều người hơn, làm những thứ mới, phải đi du lịch. Đấy. Làm những công việc mang tính chất tự do, rồi làm những thứ mới, vượt qua cái vùng an toàn của mình. Đó, làm những cái việc mà vượt qua cái vùng an toàn của mình. Đóng cửa vào cho bố. Thì làm tất cả những việc đấy thì nó sẽ kích hoạt con số 5 cho em. Nhé. Dạ vâng ạ. Đó.
Ngoài ra thì với sứ mệnh số 8 ấy thì em sẽ là cái người sẽ phải tập trung vào tiền bạc, bởi vì như này, bởi vì có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất ấy, là mình sẽ vất vả về tiền, tức là lúc nào mình cũng phải lo lắng về tiền. Cuộc sống của mình từ bé đến lớn nó bị xoay quanh cái chữ tiền, tức là nói vật chất nói chung mình là cái người sống vất vả đấy, về tiền bạc đó. Nhưng một khía cạnh thứ hai đó là mình sẽ làm về những cái lĩnh vực liên quan đến tiền bạc, hoặc là mình sẽ là cái người luôn luôn lo nghĩ về tiền bạc đấy, có tiền. Và với những người sứ mệnh số 8 ấy thì làm cái việc này là sẽ đúng sứ mệnh này, đó là giúp mọi người kiếm tiền. Làm cái việc gì thì là giúp người khác kiếm tiền, chỉ cho người khác cách kiếm tiền, hướng dẫn mọi người kiếm tiền, tạo ra công cụ giải pháp cho người khác kiếm tiền, thì mình sẽ thành công một cách rực rỡ, mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Với người có sứ mệnh số 8 là những người có kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ngược lại là cái người bị lo nghĩ và phải lo lắng về tiền rất là nhiều. Thì anh dự đoán là ở giai đoạn này ấy, thì em là cái người phải lo lắng, phải suy nghĩ về tiền rất là nhiều, đúng Vâng không? ạ. Cái đoạn này em đúng là em đang phải lo lắng về tiền nhiều. Em chuẩn bị xin việc nên là cái gì cũng cần đến tiền anh ạ. Nên là em lúc nào em cũng phải trong một cái tâm trạng là bây giờ phải làm gì để kiếm ra tiền để chuẩn bị cho công việc các thứ. Lúc nào trong đầu cũng phải nghĩ là kiếm gì ra tiền nên là biết làm gì cũng biết làm là phải ra tiền. Em đang ở trong một cái đại vận, nó là đại vận số 5. Chúc mừng em. Từ nay cho đến năm từ nay cho đến năm 29 tuổi thì em đang đi trên một cái đại vận là số 5. Đấy, thì nó đang đúng cái thứ mà mình đang cần. Cái mình đang cần đấy là gì ạ? Mình đang cần là mình cần kích hoạt con số 5. Thì em lại gặp đúng cái đại vận là số 5. Cho nên là trong giai đoạn này về cơ bản là em sẽ đang trong cái quá trình hoàn thiện bản thân mình. Năm nay là 23 tuổi, đúng không? Thì em Vâng ạ. còn 6 năm nữa để em đạt được cái đỉnh cao đầu tiên trong cuộc đời. Và cái đỉnh cao này nó sẽ liên quan đến con số 5. Thế với những đỉnh cao liên quan đến số 5 thì có ý nghĩa gì? Thứ nhất đó là mình sẽ đi nhiều, đi lại nhiều này. Thứ hai là mình sẽ có nhiều cơ hội này. Thứ ba là mình sẽ gặp nhiều quý nhân phù trợ này. Thứ tư là mình sẽ được tự do này. Đấy, bây giờ mình đang có vẻ chưa được tự do lắm về đầu óc, về suy nghĩ, thì trong cái đỉnh cao này thì mình sẽ được tự do về đầu óc, về về tư duy, đồng thời là về tiền bạc cũng rất là ok. Đấy, tức là 6 năm nữa, trong cái giai đoạn 6 năm nữa từ giờ đến lúc đó, đúng không ạ? Tất nhiên trong lúc đó thì nó có lúc lên lúc xuống nhé, không phải lúc nào cũng lên. 6 năm nữa và theo như cái ngày cái năm cá nhân của em là năm nay là 11, 12, 14, 4, 7, 21 là năm số 3. Năm cá nhân của em là năm nay là năm số 3. Năm số 3 thì việc của mình đó là phải học tập. Đấy, học tập và chia sẻ. Đấy, học tập, chia sẻ. Đồng thời là tập trung vào cái việc mà nghiên cứu cũng như là phát triển bản thân. Đó. Bởi vì với năm số 3 ấy, nếu như mà có thể thì em sẽ phát triển ở cái mặt về mặt thương hiệu cá nhân rất là tốt. Nếu mà em muốn thì thương hiệu cá nhân của em trong năm nay cũng sẽ phát triển khá là tốt để nó phục vụ cho các cái nền tảng các năm sau. Đó. Cho nên với cái năm nay là năm tập trung vào việc học tập. Năm sau thì mình sẽ phải tập trung vào cái việc gọi là rèn luyện kỷ luật bản thân.
tức là vẫn phải rèn cái bản thân của mình đó. Sau năm sau nữa thì sẽ là một cái năm rất là tốt của em, tức là năm nay là 2023 này, 24, 25, đến năm 25 và năm 26 là hai năm cực kỳ tốt của em. Hai năm đó thì em sẽ đi lại nhiều, bởi vì hai năm đó là năm số 5 của đại vận số 5, cho nên em sẽ đi lại nhiều, sẽ chia sẻ, sẽ kết bạn, sẽ làm việc gì ấy, thì em sẽ làm đến nơi đến chốn. Bởi vì sao? Khi em kích hoạt được con số 5 này thì nó có cái mũi tên quyết tâm này, mũi tên 159 là mũi tên quyết tâm này, thì em sẽ rất thành công. Đấy, bởi vì sao? Mình rất là quyết tâm làm cái gì, làm đến nơi đến chốn chứ không bỏ cuộc giữa chừng. Đó. Thì đấy là lúc mà mình sẽ có sự phát triển rất là tốt nha. Rồi. Tiếp theo nữa, đấy là mình kích hoạt cái con số 8. À, cái con số 8 là cái con số của sự độc lập, của sự tự chủ, của tiền bạc, của cái việc mình tự kiếm tiền ấy. Kích hoạt con số 8 thì mình sẽ có một cái điều rất là hay ở đây. Kích hoạt con số 8 ở đây này. Đấy. Thì em sẽ có một cái mũi tên 258 này, là mũi tên cân bằng cảm xúc. Thì lúc đấy ấy, là cảm xúc của mình rất là cân bằng. Đó, rất là mình dao động nó ít hơn. Và khi dao động ít hơn ấy, thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và khi mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn ấy, thì mình đối xử với những người xung quanh mình ấy, mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và đây chính là cái điều mà mình thích. Đó. Đồng thời nữa là mình cũng không quá là khắt khe, không quá là khó chịu với những cái thứ xung quanh. Đó. Thì ít nhất là mình sẽ phát triển được cái tầm cao về mặt cảm xúc. Và những cái người thành công trên thế giới này, họ đều là những người giỏi về về EQ. EQ là chỉ số cảm xúc. Đấy. Những người mạnh về chỉ số cảm xúc thì thường ấy họ sẽ phát triển hơn so với những người thông minh. Người thông minh là chỉ số EQ. Ừ. Mình ở đây ấy, thì chỉ số EQ mình cũng không cao, mà chỉ số EQ mình cũng không cao, cho nên là mình phải rèn. Ok không? Đấy, mình phải rèn. Rèn ở đây là bằng cách là gì ạ? Là mình tự học. Tự học ở đây là gì ạ? Con số 8 là con số là tự 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 làm. Đấy, tự lập, độc lập. Đấy. Cho nên là mà lại trong năm nay là năm số 3 nữa. Năm số 3 là mình phải học rồi. Nhưng ở đây là mình phải tự học. Tự học bằng cách nào ạ? À, mình đọc sách này, mình nghiền ngẫm nghiên cứu này, mình nghe video clip này. Đấy, rồi mình học từ người này người kia này. Đấy. Và tự trải nghiệm, bởi vì con số 7 bắt buộc mình phải tự trải nghiệm. Đó, thì mình trải nghiệm thì mình sẽ có những cái bài học cho cuộc sống của mình tốt hơn. Đó. Và trong cái quá trình tự học đấy của em ấy thì em sẽ kích hoạt được thêm con số 3 này. Con số 3 là con số của trí tuệ, con số của kiến thức, con số của học hành, con số của chia sẻ, con số của sự mạnh mẽ. Đấy, với những người con số 3 thì họ thường rất là mạnh mẽ, quyết đoán. Đó. Đó, làm rất là nghiêm túc. Và khi kích hoạt con số 3 rồi thì em sẽ làm việc nó chỉnh chu hơn, nó nhanh hơn. Con số 3 là con số của tốc độ. Nói chung là làm việc với con số 3 mà làm chậm nó không làm đâu. Được chưa? Vì mình thiếu con số 3 này. Cho nên có mấy cái yếu tố này sau. Yếu tố thứ nhất, đấy là mình là cái người hay quên, trí nhớ ngắn hạn. Tức là mình nhiều khi mình nhớ nhớ quên quên, không nhớ được lực lâu. Đọc sách là thường mình không nhớ cuốn sách đấy, đọc sách xong thời gian đọc lại là như mới. Đúng không? Đúng ạ. Ừ. Cái thứ hai nữa đấy là mình làm sẽ bị chậm. Mình cứ làm tà tà, cứ từ từ, cứ đều đều không gấp. Ừ. Đúng không? Ừ. Đúng ạ. Cho nên là kích hoạt con số 3 đấy là gì ạ? Là mình phải tăng tốc làm việc lên. Đấy, và nghĩ cái gì là phải làm cái đó. Đó. Phải phải đụng tay đụng chân vào làm thực tế, chi tiết tỉ mỉ. Mình là cái người rất là cẩn thận nhé, nhưng mà thực tế ra ấy, là mình thường lại không chi tiết, mình lại đôi khi mình lại hay ẩu. Đấy. Có Có hồng. không? Đấy, mặc dù là rất là cẩn thận rồi, rất là muốn cẩn thận rồi, nhưng mà thiếu con số 4 này. Đấy, cho nên là trong ngày sinh trong bộ số cũng không hề có con số 4. Cho nên là về cơ bản là mình thì rất là
tỉ mỉ rồi là cẩn thận nhưng mà vẫn ẩu, vẫn bị sai sót. Đấy. Ví dụ viết một cái bài văn vẫn sai chính tả, kiểu kiểu đấy. Đấy. Rồi là mình làm những cái việc người khác giao mình làm rất là cẩn thận rồi, rất là cầu toàn rồi nhưng mà nó vẫn cứ bị sai. Đấy, nó kiểu kiểu vậy. Đúng ạ, Đúng không? đúng đúng ạ, Người ta bảo học chậm thì chắc nhưng mà học chậm sao mình vẫn không thấy nó chắc, học mãi không thấy nó vào đấy. Ok nhé, thì bắt buộc với những người như này ấy, nỗ lực bản thân của mình nó phải gấp đôi so với người khác đấy, cho nên là mình sẽ phải chấp nhận là vất vả hơn, chấp nhận vất vả hơn so với mọi người. Nhưng nhớ này, khi mà mình đã vất vả hơn so với mọi người rồi ấy thì cuộc sống của mình sẽ rất tuyệt vời. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những người đường đời số 7 nó gọi là tiền hung hậu cát. Tức là nửa đầu cuộc đời ấy, thì rất là vất vả, khó khăn, mất mát. Chấp nhận rất nhiều mất mát. Đó. Mất mát về về mặt tình cảm, gia đình, mối quan hệ, mất mát về mặt tiền bạc, công việc. Thậm chí ấy, với như như cái số như này của em ấy thì em còn mất mát cả về mặt sức khỏe của bản thân hoặc của gia đình cơ. Thậm chí là sức khỏe của mình nó cũng không được tốt cơ. Cũng không phải là người mà năng động rồi chăm tập thể dục rồi là chăm vận động đâu. Có đúng không? vâng, Có đúng không? có đúng ạ, Có phải là người chăm tập gym, tập thể hình, chạy bộ hoặc là vận động không? Không. em không ạ, Đúng rồi. em chưa bao giờ. Đấy. Đấy. Tức là đôi khi mình bị một cái gọi là sức ỷ. Mới sức ỷ. Đấy. Cái điểm mạnh của mình ấy, mình phải khai thác cái điểm mạnh này. Đấy là gì ạ? Đấy là trực giác của mình cực kỳ tốt. Trực giác của mình cực tốt luôn. Trực giác là cái gì ấy? Nó là cái thứ vô hình. Nó là giác quan thứ sáu. Mình cảm nhận những thứ xung quanh này nó dễ lắm. Cảm nhận cuộc sống, cảm nhận những người xung quanh này rất là nhanh. Cảm nhận nhanh lắm, nhưng mà nói cái cảm nhận mình ra như nào, hiểu cái cảm nhận của mình thì mình không hiểu được, và chính mình không hiểu được nên mình không kết nối được giữa cái mơ ước hoài bão tham vọng của mình. Mình có mơ ước, có hoài bão, có tham vọng, có mong muốn nhà lầu xe hơi đúng không, có không, Có ạ. ao ước khao khát luôn, nhưng mà gì ạ, nhưng mà từ cái suy nghĩ, từ cái mơ ước của mình đến cái hành động, đến cái thực hiện nó thì nó bị đứt, nó không làm được đấy. Cho nên là quay trở lại làm tất cả những cái bước kia thì mình sẽ hoàn thiện mình hơn nha. Con số 7 thì mình có sẵn rồi, không cần phải kích hoạt nữa. Bởi vì kích hoạt con số 7 là chấp nhận những cái khó khăn, những cái mất mát, những cái thử thách. Kích hoạt thêm cái nữa là con số 6, thực ra là mình có cái nhân cách 6 rồi, cho nên là về cơ bản là cũng không cần kích hoạt. Với những người nhân cách 6 thì là những người tình cảm. Đấy, mình là người rất là tình cảm. Đấy, thích yêu thương, thích lãng mạn. Đấy, thích cái sự nhẹ nhàng, hòa bình. Đấy, cộng với cả con số 2 nữa. Cho nên là về cơ bản là mình sẽ là cái người thuộc cái nhóm, nếu mà DISC mình thuộc nhóm S mà gần như là SC. Đấy. Đặc trưng của mình là nhóm S mà lại SC. Đấy, hơi có tính C một tí. Đó. Thế việc của mình phải rèn luyện là tính Y, tính D. Đấy, thì nhóm nhóm số 3, con số 3 là nhóm ID, DI, con số 5 là nhóm IS. Đó. Con số 8 là nhóm nhóm CD. Đấy, con số 6 thì là nhóm S SC. Đấy. Đấy, cho nên là mình với những người có cái nhân cách số 6 ấy, thì mình là cái người thích giúp đỡ mọi người. Thích mọi người vui, mọi người hạnh phúc. Nhưng cái vấn đề của mình đó là mình dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Dẫn đến là nó ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình. Cho nên là việc của mình đó là mình biết. Cho nên là mình hãy gì ạ? Mình hãy bình tĩnh, nhẹ lòng và tha thứ cho những người họ không tốt với mình. Có rất nhiều người họ không làm giống như mình mong muốn. Thì hãy nhẹ lòng và chia sẻ, đừng để những cái cảm xúc đấy nó ảnh hưởng đến cái công việc của mình. Mình xác định làm cái gì thì mình cứ làm cái đấy, được chưa? Đấy, đừng để cảm xúc nó chi phối quá nhiều. Ok không?
nhé. Vâng. Thì Vâng. khi thêm một nữa, với những người số 6 ấy, thì hãy tập trung vào sự sáng tạo. Sáng tạo, bởi vì con số 6 là con số của sáng tạo. Đấy, kích hoạt con số 6. Đây. Chào Trung Kiên nhé, đợi anh chút. Vâng, chào anh. Kích hoạt con số 6 bằng cách là mình tập trung vào một cái điều gì đó mà mình yêu thích, tức là niềm đam mê của mình, một cái đam mê lành mạnh nào đó mang tính chất sáng tạo, tạo ra cái thứ gì đó mới. Đó. Con số 6 con số của gia đình. À, tại sao con số 6 người ta nhìn giống như là cái bà mẹ đang mang thai ấy, đang nhìn xuống cái bụng bầu của mình ấy. Cứ để ý mà xem. Đó. Thế thì con số 6 ấy, là mình muốn kích hoạt con số 6 thì mình phải phải trở thành cái người yêu thương. Đấy, là cái người của gia đình, người phụ nữ của gia đình. Sinh con, mình sinh con xong tự nhiên cái con số 6 được kích hoạt. Có rất nhiều người là phụ nữ ban đầu là cá tính mạnh mẽ thế này kia, sinh con xong phát tự nhiên hiền lành hẳn đi. Đấy, cá tính tự nhiên nó nhẹ nhàng đi. Bởi vì sao ạ? Con số 6 được kích hoạt. Họ không biết điều này đâu. Nhưng mà tự nhiên sinh con xong tự nhiên là họ hiền lành hơn, họ hiểu chuyện hơn. Đấy. Thì đấy là cái lý do mà kích hoạt con số 6. Em có nhân cách số 6 này rất là tốt. Đó, cho nên là mấy cái điểm yếu của em đấy là con số 5, số 8, số 3, số 4 thì cần phải kích hoạt. Ok không? Vâng ạ. Ừ. Rồi, em xem lại màn hình xem cái vận mệnh của em xem là năm tới năm sau thì cần phải tập trung vào điều gì. Vận trình Thầy cuộc tắt đời xe. á. Thầy tắt xe đi thầy. Thầy tắt xe cho bạn ấy xe. Em xem lại màn hình đi Hoa. Vâng. Vào phần vận trình. Ấn vào đâu không thầy? Em đến những phần vận trình rồi. Nhấn vào cái con số 5 xem nào. Đấy. Quay lại năm cá nhân nha. Từ từ kéo xuống nha. Nhớ chỉ số 5, nhớ chỉ số 5. Chỉ số 5 kìa. Chỉ số 5. Chỉ số 5 là xuống dưới nữa đúng không thầy? Đây đúng không ạ? Đấy. Nhấn vào cái con số 2 đi. Con số 2 đây đúng không ạ? À, năm nay là năm số 2 và năm số 3. Rồi. Với năm 2023 này, đấy từ tháng 12 2022 tháng 12 2023. Thì mình là cái người của năm số 2. Rồi, với người năm số 2 thì kéo xuống này. Đấy. Rồi. Đây không phải năm tạo ra những cái thay đổi lớn. Đây là năm tập trung vào tình yêu bản thân, phát triển mối quan hệ bền vững với bản thân, tử tế với bản thân. Đấy. Mình sẽ cảm thấy nhạy cảm trong năm nay. Đấy, đừng vì vậy hãy cố gắng đừng làm mọi thứ mất cân đối. Ừ. Nhạy cảm cao, trực giác cao, ngoại cảm tăng lên. Vì vậy hãy tận dụng lợi thế này bằng cách theo dõi cảm giác ruột của mình mọi lúc, cũng như là phát triển cảm khả năng tâm linh của bạn. Nếu bạn cảm thấy như vậy, những sự kiện thường gặp trong năm bao gồm tình yêu chân thành, năm nay là có tình yêu chân thành này, gặp gỡ một người bạn tâm giao này. Đấy, có thể là gặp những cái vấn đề đau lòng, mất mát hoặc thất vọng. Đấy. Năm nay ấy, là mình sẽ chủ động trong việc kết nối ngoại giao và hợp tác, tức là mình mở rộng mối quan hệ của mình một chút, củng cố những gì mình đã kiến tạo trong năm trước, tập trung vào xây dựng củng cố các mối quan hệ, khôn khéo sử dụng trí lực
của những người xung quanh, tức là gì ạ? Mình không phải là cái người mà lãnh đạo dẫn dắt thì mình phải đi theo cái người mà có khả năng lãnh đạo dẫn dắt. Được chưa? Đặc biệt là mình là người có một cái cảm xúc cũng như là cái trực giác tốt thì mình phải học cách, biết cách để mà vận dụng cái cảm xúc đó, cái trực giác đó. Được chưa? Đấy. Nâng tham gia các khóa học về phát triển bản thân, yêu thương bản thân và giải phóng những cảm xúc tiêu cực, tích cực chủ động trong việc tìm kiếm tình yêu của mình. Đó, nếu mà mình chưa có tình yêu thì mình chủ động trong việc tìm kiếm tình yêu, mình mở lòng ra để đón nhận cái tình yêu của mình nhé. Kiên Vâng. nhẫn hơn, sống chậm lại và lắng nghe trực giác mách bảo. Và anh có một video để hướng dẫn cách để mà rèn luyện trực giác. Đấy, và anh là cái người mà có cái trực giác rất phát triển, cho nên là anh sẽ có những phương pháp để rèn luyện trực giác rất là độc đáo. Đấy. Thêm một cái điều nữa đấy là phát triển đời sống tâm linh và nâng cao trực giác của mình. Đấy, thực hành chánh niệm, tập thiền, yoga, khí công. Đó. Thế thì với năm nay ấy, nếu em có người yêu chưa? Em chưa ạ. Ừ, thì năm nay là năm mình sẽ gặp được người yêu của mình nha. À. Ok nha, chúc mừng em. Và ví dụ như là em nghiên cứu về Phật pháp, về đạo Chúa, đạo này đạo kia, hoặc là nghiên cứu về các cái quy luật trong cuộc sống, ví dụ như các quy luật như luật nhân quả, luật hấp dẫn, luật trong ngoài. Đấy, rồi có thể nghiên cứu về tử vi, tướng số hoặc là thần số học. Bất kể em có duyên với cái gì thì hãy đón nhận nó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì em là người sống bằng trực giác, cho nên là mình sẽ cảm nhận những cái gì nó đến với mình ấy, bởi vì nó phải đến với mình, cho nên việc của mình là phải cảm nhận và phải lắng nghe và phải đón nhận nó. Ok không? Anh nói ví Vâng. dụ như này, trong năm nay em có duyên với thần số học thì hãy nghiên cứu về thần số học, bởi vì em là người có khả năng nghiên cứu tốt, có khả năng tìm hiểu nó tốt, bởi vì người con số 7 thường thích đào sâu nghiên cứu. Ok không? Đó. Vâng. Nhưng mà mình thứ nhất kích hoạt con số 8 bằng cách là gì? Sứ mệnh của mình là số 8 mà. Cho nên là mình phải gì ạ? Mình phải nghiên cứu độc lập, tức là gì ạ? Mình tự học đi. Mình tự học đi. Xong chỗ nào vướng ấy, bắt đầu mình tìm thầy, tìm người để giải đáp. Ok chưa? Đấy. Vâng. Thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai nữa là mình đặt cho mình cái mục tiêu trong cuộc sống. Ví dụ mục tiêu trong cuộc sống của mình là về tiền bạc chẳng hạn. Bởi vì sứ mệnh số 8 thì kiểu gì cũng gắn con số tiền loanh quanh kiểu gì cũng về tiền thôi. Cho nên là đặt mục tiêu về tiền bạc. Thứ hai nữa là trong năm nay là năm mà về cảm xúc, cho nên là mình đặt mục tiêu về về tình yêu thương, là kích hoạt cho con số 6 rất là tốt nhá. Vâng. Năm sau thì em sẽ phát triển rất là mạnh về mặt trí tuệ của em, và khi mà em phát triển mặt trí tuệ thì em sẽ trở thành cái người trưởng thành lên rất là nhanh. À, nhưng mà ít nhất là năm nay, tập trung vào năm nay thì có mấy cái việc chính. Việc thứ nhất đấy là mở lòng ra để đón nhận tình yêu thương của mọi người, của những người xung quanh, và có thể tình yêu chân thành sẽ đến. Cái thứ hai đấy là đón nhận những cái thứ liên quan đến tâm linh. Thì nhiều người nghĩ tâm linh là cái gì đó nó kinh khủng, nhưng thực ra không phải. Nó chỉ đơn giản là mình có một cái niềm tin mạnh mẽ về cái điều gì đó. Ví dụ như anh chẳng hạn, sau khi mà anh nghiên cứu về thần số học thì anh có cái niềm tin rất là mạnh mẽ về thần số học. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà mình hiểu về nó rồi, mình thấy nó rất là đúng rồi, thì khi đó thì mình tin rằng nó có thể giúp được, nó là công cụ để giúp mình để có thể giải quyết, có thể giúp đỡ được rất nhiều người. Đó. Và khi đó thì mình càng nghiên cứu mình càng thấy hiểu, càng thấy sâu, càng thấy hay. Đó. Hoặc là anh không tin về thần, không tin về Phật, không tin về những cái thế lực siêu nhiên, nhưng là anh rất tin vào luật nhân quả, anh rất tin vào luật hấp dẫn, đấy, những cái quy luật trong cuộc sống. Đó. Thì Chúa của anh nó là khoa học, tức là gì ạ? Là mình có Chúa không? Có Chúa, Chúa trời của mình là khoa học, là những thứ được vận hành dựa trên khoa học, đó. Đó, những cái giải thích bằng khoa học, đó. Thì cái niềm tin đấy mình mạnh lắm, mạnh hơn những cái niềm tin của người khác, thì đấy là tâm linh của mình mạnh. Ok không? Đấy. Vâng. Ví dụ mình tin chắc chắn là luật nhân quả, là mình cứ gieo hạt tốt thì chắc chắn là sẽ có quả tốt, thì đấy là tâm linh tốt, tâm linh mạnh. Đấy, là người có tâm linh cao. Ok chưa? Thì cái thần số học này nó cũng như vậy này. Nó giống như là
mỗi một người khi mà chúng ta chơi bài ấy, là vũ trụ hay là chúa, một cái thần tối cao nào đó không biết, họ chia bài cho mình. Có phải là khi mà chia bài chúng ta dở lên là ngẫu nhiên đúng không? Đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà cũng có người tốt, có người xấu đúng không? Có người bài Vâng đẹp, ạ. có người bài kém đúng không? Có không? Có Có người dở lên mà nó tứ quý ác, tứ quý hai, nếu còn đánh đấm gì nữa. Đúng không? Đấy. Trong cuộc sống cũng vậy, mỗi người sinh ra được vũ trụ trao cho một bộ bài, và có người bài tốt, có người bài xấu. Thế thì kể cả là mình được trao bộ bài nào thì mình về cơ bản là mình không thay đổi được. Ôi, bài tao xấu nó thôi chia lại, không có, không có chuyện đấy đâu. Bắt buộc mình phải chơi cái cuộc chơi này, đúng không nhỉ? Và khi mình đã chơi cuộc chơi này thì mình phải hiểu cái bài của mình. Bây giờ bộ bài mình biết chơi không? Biết chơi đúng không? Đúng không? Vâng Bây ạ. giờ sang bài kiểu bài tarot đi, hoặc là sang cái bài gọi là bài bài chắn đi. Đấy. Là mình chưa sẽ chơi bao giờ cả, mình nhìn vào đấy mình ù cả cặc, mình không hiểu mình trên 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 tay của mình cầm những con bài gì, thì liệu mình có chiến thắng được cái trò chơi đấy không? Không ạ. Ừ. Thế bây giờ là gì ạ? Mấy thằng nó chơi cùng mình, nó cũng không hiểu trên tay nó cầm cây gì, nó cũng không hiểu luật chơi đánh như nào. Thì về cơ bản là gì ạ? Toàn mấy thằng mù đánh bài với nhau đúng không? Thế điều gì diễn ra nếu em cầm quân bài xấu nhưng mà em hiểu luật chơi, đồng thời là em hiểu các cái quân trên quân bài của em, thì sao? Thì em chơi vẫn có thể thắng cái thằng khác, những cái thằng mà nó không biết điều này. Hiểu cái này không? Đó. Như vậy là gì ạ? Khi mà em nắm bắt được cái điều này á, thì cái khả năng thành công của em ấy nó sẽ cao hơn so với những thằng không biết. Mà những thằng không biết đấy có thể nó đẹp hơn mình, bài của nó đẹp hơn mình, nhưng mà bởi vì mình biết cho nên mình vẫn có thể chơi chiến thắng nó được. Đấy là lý do tại sao mà anh nghiên cứu về thần số học. Đó. Hiểu mình, hiểu người, mình hiểu được cái bài của mình thì lúc đấy thì mình mới hiểu được cái bài thằng khác. Thằng khác nó bảo mày ơi, bài tao này chơi nào mày, nó dở bài cho mình xem luôn, giống như ngày hôm nay em dở bài cho anh xem. Anh xem xong phát là anh biết hết em là ai, biết hết em như nào rồi, thì làm sao ạ? Anh có thể là gì ạ? Có thể là hướng dẫn, có thể chỉ cho em được. Nhưng nếu mà anh là người xấu thì sao ạ? Anh có thể thao túng tâm lý của em. Hiểu chỗ này không? Có Anh coi như đi guốc ở trong bụng của em, đi dép trong bụng của em. Em là người như nào anh đọc ra hết, đọc vị ra hết rồi còn gì nữa. Hiểu chưa không? Đấy. Và vâng. khi mà mình hiểu người rồi ấy, thì cái cuộc chơi này nắm trong tay mình. Em thích cái nắm trong tay cuộc chơi không? Có. Đấy, cuộc chơi này nó chính là cuộc sống đó. Trò chơi cuộc sống đó. Trò chơi cuộc sống nó có luật riêng của nó. Có luật không? Có. Nó có luật. Trò chơi cuộc sống nó có luật của nó. Việc của mình đó là nắm bắt được cái luật chơi. Việc của mình là biết được cái quân bài trên quân của mình là gì, trên bài của mình là gì. Và mình biết được cách để mà gì ạ? Đổi bài. Mình có thấy chơi bài ấy, là gì ạ? Mình còn nhặt lên những cái quân bài ở bên dưới không? Đúng không? Đấy. Thì ở đây cũng vậy. Mình biết mình cần phải nhặt quân bài gì. Bây giờ các quân bài bên dưới nó ngửa bài hết rồi. Coi như nó ngửa bài, bình thường nó úp đúng không? Bình thường nó úp đúng không? Bây giờ nó ngửa luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết mình cần cái quân bài gì. Mình biết cái bài của mình thiếu quân bài gì. Đúng không? Hiểu cái này không? Còn Mình biết mình thiếu quân bài gì, mình tập trung mình tìm cái quân bài đấy, mình nhặt đúng quân bài đấy lên. Có nhiều người mình chẳng biết thiếu quân bài gì, xếp bài lung tung, nhặt đúng quân lên rồi xong rồi làm sao ạ? Xong đánh mẹ quân đấy đi, thì cuối cùng là gì ạ? Là cuối cùng là bài nó vẫn xấu. Đó. Cho nên là gì ạ? Cơ hội của em để mà tìm hiểu về thần số học thông qua cái trực giác của mình, bởi vì em có trực giác rất tốt. Cho nên là những cái công việc mà phù hợp với em ấy. Người thứ nhất này nè, sứ mệnh số 8, đường đời số 7, trực giác phát triển. Thì nếu mà bảo là em đi làm những công việc liên quan đến lãnh đạo công ty rồi quản lý là em không làm được. Nói thẳng luôn là không làm được. Em không phải lãnh đạo, cũng chẳng phải là quản đúng lý. ạ. À không, làm quản lý được nhé. Tức là quản lý ở một mức mức độ nào đó thì làm được.
Thế ạ, bởi vì em là cái người sứ mệnh số 8 mà. Sứ mệnh số 8 là phải chỉ cho người khác làm. Sứ mệnh số 7 thì là bậc thầy rồi. Đấy, nhưng mà về sau này, đấy, trí tuệ em phải phát triển lại. Nhưng mà leader là không làm được. Tức là mình làm vua không làm được. Làm vua là phải nghĩ ra việc cho thằng khác làm, mình không làm được. Mình chỉ làm theo việc của vua giao thôi. Và em hoàn toàn có thể trở thành tướng tài. Với số mệnh số 8 hoàn toàn trở thành tướng. Đấy. Và tướng ở đây ấy, nó mang tính chất là tướng dạng quan văn ấy. Tức là kiểu như là tướng mà xem thiên văn, gọi là dự báo tương lai, rồi là kiểu cảm nhận kiểu như là tướng kiểu như là về 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 mặt chiêm tinh, kiểu kiểu ấy. Ngày xưa các vị tướng nó có tướng quan võ là ra ngoài đánh trận, quan văn ở nhà để mà lên kế hoạch đúng không? Thế mình là dạng là tướng ở nhà lên kế hoạch. Đó. Thì mình biết mình là ai thì mình chọn cái vị trí phù hợp trong công ty. Mình vào công ty bảo là gì ạ? Bảo cho mình đi bán hàng thì mình bán không được. Bảo cho mình đi bán hàng mình bán không được. Nhưng bảo cho mình làm những cái công việc mang tính chất chuyên môn, mình làm ok. Chăm sóc ok. Lễ tân ok, chăm sóc khách hàng ok. Đấy, làm nhân sự cũng được. Cũng được. Không tốt lắm nhưng cũng được. Đó. Đấy thì nếu như mà mình làm những công việc liên quan đến đến tâm linh thì nó rất là phù hợp. Đường đời số 7 là liên quan tâm linh, ba con số 2 cũng liên quan tâm linh. Số 8 thì liên quan đến tiền bạc vật chất một chút thì mình phải làm cái công việc liên quan đến tâm linh, kiếm được tiền bằng tâm linh. Thì đấy là đúng đường đời số mệnh của mình luôn và năng lực cá nhân của mình luôn. Nó có ba thành tố quan trọng để cấu thành cái cuộc đời của mình. Một đấy là gì ạ? Là con đường đời, nó là tính cách, nó là cái phẩm chất của mình. Cái thứ hai là năng lực cá nhân, cái thứ ba nữa là sứ mệnh, được chưa? Và kết hợp ba con số này thì ra được một cái thứ gọi là thanh hoa, đó là gì ạ? Đó là một cái chuyên gia về về tâm linh, và mình bán được cái hàng bằng cái chất lượng của mình, giống như anh đang làm này. Anh là chuyên gia thần số học, anh giúp cho mọi người hiểu được họ và anh kiếm được tiền. Ok, bình thường một cái bài luận giải của anh này là 3 triệu. Bình thường một bài luận giải của anh là 3 triệu. Nhưng có mấy lý do. Lý do thứ nhất là Thanh Hoa là gọi như là học trò, coi như là học trò đi. Được chưa? Đấy. Vâng. Cái thứ hai đấy là gì ạ? Là sự gọi là nhiệt tình của Trần Phương. Đấy. Cho nên là gọi là miễn phí. Chứ còn mỗi một cái buổi luận giải này của anh là 3 triệu. Ok Vâng. không? Đấy. Và Em cảm nó hoàn toàn ơn. xứng đáng mà. Hoàn toàn xứng đáng. Vâng ạ. Nhá. Vâng. Cho em với bạn đời thì em kết hợp với những mệnh nào hay là năm năm sinh bao nhiêu hay là gì không thầy? Tự hợp với gu hay là hợp với những người như thế nào để em có một cái kiểu tìm tìm một tình yêu nó kiểu nó phù Thứ nhất là với như vậy mình nhé. ấy. Ok, rồi. Với người con số 7 ấy, thì nhất là mình đôi khi mình hơi khó tính. Mình hay kiểu bới lông tìm vết. Mình hay thì soi xét người khác. Đúng không? Cái thứ hai nữa là mình khá là cầu toàn. Đấy, nghiêm túc. Ít, không có hài hước, không có thích đùa. Đấy, không có thích cợt nhả. Cho nên có mấy cái người mà mình sẽ rất là khó để mà mình kết hợp. Đấy là người số 3, số 5, số 9. Rất khó để kết hợp. Nhé. Vâng ạ. Với công việc thì em nên phát triển công việc ở kiểu gần nhà hay là nên phát triển ở nơi xa xa nhà thầy? Em thì Thì thực để ra mình thực dẫn. là em thì em thích ở gần nhà, em không thích đi, em Vâng. ngại đi đấy. Vâng. Nhưng mà để mà mình gọi là hoàn thiện được ấy thì tốt nhất là mình nên đi. Vâng. Thì
Nên lập gia đình ở độ tuổi bao nhiêu là đẹp nhất là thầy? Năm nay năm số 2. Hai nghìn hai bảy, hai nghìn hai năm, hai nghìn hai sáu, hai nghìn hai bảy. Và cái tuổi những người mà hợp với em ấy thì là những người số 6, 2, 4, 7, 8. Thì cái đấy có phụ thuộc vào năm sinh là năm bao nhiêu không vậy? Hay là chỉ cần những người số như thế là mình là được rồi ạ? Những người như vậy là được. Ví dụ nhé, về về năm sinh thì không quan trọng lắm đâu. Đấy, nhưng mà với như quan trọng là cái tính cách của họ thôi, chứ là năm sinh không quan trọng lắm. Nhưng mà bởi vì mình là cái người con số 7, cho nên là mình cần cái người chững chạc hơn, cho nên là thường ấy, là mình sẽ lấy những người lớn tuổi hơn, nên nên là những người lớn tuổi Vâng. hơn. Bởi vì mình đôi khi là mình kiểu cũng kiểu hay suy nghĩ nghĩ xa ấy. Mình hay cũng kiểu Vâng. già trước tuổi ấy. Đấy. Ok chưa? Còn gì nữa? Cho em hỏi một câu nữa là vừa rồi em cũng có hướng định là sang năm tới đây em sẽ đi làm ở xa nhà ấy, nhưng mà kiểu người người thân thì bảo là thôi đã làm ở xa nhà thì xác định là sau này kiếm chồng thì cũng nói chung là gần chỗ mình làm ấy, chứ bây giờ mà kiếm ở gần nhà bây giờ đi sau này công việc đi lại cũng không không tiện ấy, thì là mình sẽ nên lập nghiệp với lập gia đình ở chỗ mình làm luôn hay là ở tại ở hay là ở quê thì sẽ tốt hơn thầy? Thực ra là cái này thì nó cũng không quan trọng lắm đâu. Đấy, nhưng mà có hai ý này này. Nếu như mà mình thích an toàn ấy, bởi vì là Vâng. cái tính của mình là tính cũng khá là thích an toàn, thì mình cứ cái gì gần là mình thích. Đấy. Đấy, tuy nhiên thì để mà hoàn thiện bản thân mình ấy, thì mình phải đi xa. Nhưng bởi vì đi xa ấy, nó sẽ rất là vất vả, sẽ rất là khó khăn. Bây giờ mình phải đưa ra lựa chọn, và cái lựa chọn này thì nó không hề dễ dàng. Và thêm cái điều nữa, với những người số 7 ấy, là bắt buộc mình phải học từ những cái mất mát, từ những cái khó khăn, từ những cái vất vả thì mình mới trưởng thành được. Còn nếu không thì mình sẽ không trưởng thành. Vâng ạ. Em nói chung là lấy chồng gần thì vẫn gọi là thuận lợi cũng là tốt hơn đúng không ạ? Nhưng với người mà số 7 mà nó cứ thuận lợi, nó lại không ổn, nó phải vất vả. Mình phải lựa chọn cái cuộc sống nó vất vả, nó phải khó khăn thì mới đúng cái đường đời của mình. Mình kể cả là mình cứ muốn nhẹ nhàng hay chăng nữa, nhưng mà nó vẫn cứ cuộc đời nó sóng gió, nó vẫn cứ nổi lên, nó cứ đập vào mình thôi. Cho nên là thay vì là mình để nó đập vào mình thì mình chủ động lựa chọn cái điều đấy. Đấy. Cho nên lời khuyên thì thực ra là không không có lời khuyên gì đâu, chỉ có là em tự đưa ra quyết định của em thôi. Muốn phát triển, muốn trưởng thành, muốn sau này tốt thì phải kích hoạt được cái con số 5. Với cái Vâng vận ạ. trình này của em đang vận trình số 5 ấy, thì em cứ đọc tí nữa, em đọc trong đấy xem, em sẽ thấy đó là gì ạ? Đó là phải đi lại nhiều, là phải đi xa. Vâng ạ.
6 năm trong từ giờ đến tận năm 2020, 2031, 2030, 31, 30. Từ giờ đến 2030 là cứ phải đi xa. Hết cả thanh xuân là phải ở xa, không được ở gần. Không phải là không được ở gần, mình thích ở gần vẫn được, nhưng mà nó lại ngược Thuận lại lợi. so với cả cái vận trình của mình thì mình không phát triển được thôi. Đúng vận trình của mình là mình phải đi xa, phải xa nhà. Bởi vì này, có mấy cái thứ này. Cái thứ nhất, khi mà em xa nhà em kích hoạt được con số 5. Em đi lại nhiều, em kích hoạt con số 5. Cái thứ hai, em ở xa nhà thì em mọi việc em phải tự làm hết, kích hoạt con số 8. Mặc dù anh nói biết là nhé, kích hoạt cái điều này không hề dễ dàng một tí nào, nó phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt, nó phải đánh đổi bằng những lần khóc thầm ở trong lòng, nó phải đánh đổi bằng những cái nỗi đau khổ, nỗi hối hận, nỗi dằn vặt của mình. Nhưng bắt buộc cuộc đời em nó phải đi qua những giai đoạn đấy, không thể tránh được. Vâng ạ. Thế là từ Đóng cửa vào cho bố, đi vào đi ngủ đi. em sẽ em bắt đầu phát triển mạnh mẽ là từ năm 31 trở từ năm 2031 trở đi đúng không thầy? Không, không phải. Không phải nói thế. Từ bây giờ là em đã bắt đầu phát triển được rồi. Nhá. Năm nay, năm sau nữa là 3 năm em sẽ học tập và chuẩn bị cho mình cái nền tảng. Nhá. Vâng. Ok, kênh ao trước đi. Vâng. Em cảm ơn thầy ạ. 3 năm tới này là 3 năm mà mình sẽ chuẩn bị cho mình cái nền tảng. Tiền bạc thì chưa kiếm được nhiều đâu nhá. Nhưng mà sẽ tìm được cái con đường của mình, tìm được cái giải pháp của mình, tìm được cái sứ mệnh của mình để mình có thể đi lâu dài. Ok không nhỉ? Đấy. Và vận trình số 5 là vận trình phải đi xa. Vận trình số 5 là vận trình có quý nhân phù trợ, tức là có người đến để giúp mình. Cho nên đầu tiên ấy, đó là mình yên tâm. Vận trình của người số 5 ấy, là mình sẽ có người bạn tốt. Vận trình số 5 là sẽ có người tốt đến với mình. Vận trình số 5 là có bạn trai tốt hay là có người yêu tốt. Ok không? Vâng. Nhé. Đấy, về cơ bản là như vậy. Đấy, thế còn với người đường đời số 7 thì bắt buộc mình phải là chuyên gia, là bậc thầy dựa trên những trải nghiệm của mình. Cho nên là cái gì đến với mình đón nhận, mình cứ trải nghiệm đi. Nói chung là cái gì không chết là mình cứ làm thôi. Thử mà, mình cứ xông vào mình thử. Mình phải thử, mình phải làm thì nó mới ra được trải nghiệm. Mới nghĩ nó mới ra được đâu. Cứ trải nghiệm thoải mái đi. Vượt qua cái vùng thoải mái của mình. Đừng 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 sợ hãi nữa. Mình có nhiều nỗi sợ quá. Cho nên là mình không phát triển được. Việc của mình đó là vượt qua cái nỗi sợ hãi của mình. Ok Vâng. không? Hôm nay thầy xem cho em thôi, còn xem cho ai nữa không thầy? À, còn cái bạn gì đấy, bạn đã out mất rồi. Bạn ấy bảo là hết pin rồi hay là để mai. Ok. Bạn 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 này thì vấn đề còn còn quá quá chị Cúc. Quá chị Cúc, em đang bảo là vấn đề của mày á, chắc phải nhiều thời gian hơn cả cái hoa ấy chứ. Thế ơi, em đang bảo cái hoa là ôi sao thầy nói em ấy, người đã được đời số 7 này, làm công việc về chuyên gia này, là một người thầy này, xong rồi nghiên cứu này, xong rồi liên quan đến tâm linh này, hay là về làm vi tút với chị với thầy đi, xong rồi giống thế, hợp đấy. Nó kích hoạt con số 5 với thầy,
là số 5 là con số của sự kết nối này nhỉ, con số của sự kết nối thì nó càng kết nối nhiều, giống em ấy, em thiếu số 5 thì em cũng phải kết nối nhiều, gặp gỡ nhiều người, kết nối nhiều người ấy, bán hàng nhiều người thì tự dưng mình kích hoạt được không ạ? Đó. Vâng ạ. Nhưng Um, mà em nói này nha, là cái con số 5 và con số 3 ấy, cái người con số 5, người con số 3 là người kết nối và bán hàng rất tốt. Bởi vì mình không giỏi, nhưng mình biết là mình thiếu cái bài đấy, mình thiếu cái năng lực đấy. Cho nên mình càng phải xông vào đấy mình làm. Mình không giỏi, mình càng phải xông vào mình làm. Mình không giỏi kết nối, mình không giỏi bán hàng thì càng phải xông vào bán hàng mình làm. Bởi vì sao ạ? Mình làm nó không giỏi đâu, nó không phát triển đâu, nhưng mà nó hoàn thiện được bản thân của mình. Nó cho mình những cái trải nghiệm, cho mình những kinh nghiệm mà bình thường không bao giờ mình có. Cho nên là với những người mà gì ạ, có cái thế mạnh, ví dụ như này nhé, em muốn làm về tâm linh, muốn làm về thần số học chẳng hạn nhé, anh nói ví dụ thế, thì em phải có nhiều cái kiến thức, nhiều cái trải nghiệm, em phải gặp gỡ nhiều người, đúng không? Em đúng. phải gặp gỡ nhiều người thì em mới có cái kinh nghiệm để em tự tin em nói chứ. Giống như anh ấy, là anh gặp rất nhiều người. Hàng ngày anh đều đều có người để nói chuyện. Ví dụ ngày xưa anh làm về Gnet chẳng hạn, thì hàng ngày đều có những cái bạn khách mời mà người này người kia kết nối để anh nói chuyện. Và khi mà anh nói chuyện với mọi người ấy, thì tự nhiên ấy là anh hiểu mọi người hơn. Em cứ tưởng tượng này, một ngày mình tiếp khoảng độ 3 người, một năm tiếp khoảng độ 3, một khoảng 1.000 người, một năm khoảng nói chuyện với 1.000 người, thì nó khác bọt rất nhiều luôn. Mình cứ nói chuyện với họ thôi, tự nhiên mình học được nhiều thứ, đúng không? Vâng. Đấy, cho nên là bởi vì mình chưa có con số 3 cho nên bán hàng chưa tốt, bởi vì mình chưa có con số 5 cho mình kết nối chưa tốt. Thế thì việc của mình là phải kích hoạt những con số đấy để mình trở thành cái người hoàn thiện. Em học DISC rồi đúng không? Và để Vâng. thành công mình phải là người DISC chứ không phải là người C, không phải người S. Đúng không? Thế thì cái thế mạnh của mình vẫn là C, vẫn là S. Thì mình vẫn làm công việc đấy, nhưng mình phải hoàn thiện mình để bù đắp những con số thiếu kia. Mà bây giờ là cái giai đoạn mình đang hoàn thiện bản thân mình, thì mình phải xông vào mình làm cái thứ mà mình không giỏi. Xông vào bán hàng, xông vào kết nối. Tiền không kiếm được nhiều bằng những cái thằng mà chuyên gia bán hàng, thằng số 3 đâu. Nhưng mà mình cũng gì ạ, mình cũng hiểu được cái cuộc sống hơn, hiểu được cái luật chơi của cuộc sống hơn. Ok không? Phải xông vào thì sau 1 2 năm ấy, các con số nó mới hoàn thiện, lúc đó mới kiếm được tiền, còn không không bắt đầu thì 1 2 năm nữa thì cũng chả kiếm được đâu. Vâng. Cái người mà thành công ấy là cái người điền đủ bộ số vào trong cái bộ số ngày sinh của mình. Trong bộ số ngày sinh mình không thiếu số nào hết thì người đấy sẽ thành công. Ok chưa? Vâng. Nhưng mà cái này em thấy khó đấy, kiểu mình phải đọc Cái nhìn vào con số người xong mình đọc tâm lý các con số 7 ấy, là toàn phải làm việc khó thôi, không làm việc dễ ở đâu. thứ. Đường đời bảy mà lại kêu khó là sao? Cái người số 7 là rất là đau khổ. Cái người đường đời số 7 là đau khổ triền miên luôn. Bởi vì sao ạ? Thật khổ chứ. Bởi vì cuộc đời nó toàn đưa mình bài toán khó thôi. Và có hai cái thái cực với những người con số 7. Một thái cực là gì ạ? Là cực kỳ tiêu cực. Tức là gì ạ? Khó quá là mình bỏ qua, mình chỉ làm những cái thứ gì mình quen thuộc thôi. Đấy là cái mà cái người gọi là bản năng đấy, mà em bây giờ đang đi theo cái bản năng đấy. Ok chưa? Vâng. Và rất nhiều người anh biết, những cái người mà con số 7 anh biết, cuộc sống họ đều bi đát hết. Bởi vì sao? Họ đi làm theo bản năng. Còn những người mà kích hoạt được cái con số 7, tức là mỗi con số thì nó đều có điểm mạnh và điểm yếu nhé. Không có con số nào hoàn hảo hết. Thế thì cái con số 7 khi mà họ mạnh thì họ mạnh mạnh lắm. Để anh cho em một cái ví dụ, một cái từ khóa mà em tìm hiểu. Đấy là gì ạ? Lê Đỗ Quỳnh Hương. Viết xuống. Lê Đỗ Quỳnh Hương.
cộng thêm cái từ nhân số học nữa. Em hãy học tất cả video của bà này con số 7. Ngày xưa họ cũng trông chênh, họ cũng vất vả, họ cũng đau khổ lắm. Nhưng sau khi họ biết được họ là ai, họ bắt đầu kích hoạt được, họ bắt đầu trở thành người chia sẻ, bắt đầu trở thành những người mà nhẹ lòng hơn, đơn giản hơn, thì họ trở nên rất thành công, rất nổi tiếng, rất phát triển và rất được nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người yêu quý. Được chưa? Em hãy follow kênh YouTube của bà Lê Đỗ Quỳnh Hương về nhân số học nhé. Thần số học ở Việt Nam ấy gọi là, anh biết đến thần số học và anh học thần số học 90% thông qua các video của Lê Đỗ Quỳnh Hương. Anh không đi học bất kể một cái khóa học hay là bất kể một thầy nào hết, chỉ có xem ở trên YouTube thôi. Cái hoa mà nó học thì chắc nó học nhanh nhỉ em thầy nhỉ? Như em hay quên lắm chị ạ. Sao số 7 là nghiên cứu mà thầy nhỉ? Không, nó không có con số 3 cho nên là nó học nó sẽ chậm. Nó học chậm, nhớ sẽ chậm. Thế thì như này, anh cũng không có con số 3. Thế thì anh nhớ bằng cách nào? Em biết anh nhớ bằng cách nào Không không? ạ. Anh không có con số 3 và trong ngày sinh của anh cũng có con số 7. Cho nên là anh có cái điểm giống em. Tức là gì ạ? Trí nhớ thì kém mà thích làm thầy. Bây giờ ta phải làm sao? Thầy đi chia sẻ thôi. Thì cái bí kíp của anh thì rất đơn giản, đó là gì ạ? Làm nhiều, làm nhiều, nghe nhiều. Em biết là gì ạ? Cái đợt Tết này này là anh cứ nghe đi nghe lại mấy cái bài video của bà Lê Đỗ Quỳnh Hương, cứ nghe đi cắm tai nghe, nghe suốt ngày luôn, lúc nào cũng nghe đấy, cứ cắm tai nghe, nghe nghe về các con số, nghe về các cái vận trình, nghe về các cái. Hoa nghe về cái này thì Hoa sẽ mê đấy mọi người. Thì con Thế số nó liên quan tới đây này. từ hôm nay em vào em nghe của bà này. Đây. Quỳnh Hương Lê Đỗ này, nhân số học này. Đấy. Thấy chưa? Em vào phần danh sách phát này. Đấy. Thì nó có cái phần nhân số học về này, nó mấy chục bài này. Đây. Mỗi video dài không thầy? Thay đổi cuộc sống bằng nhân số học đây. Em cứ đi đường em nghe thôi. Đây này. Chỗ này Đi nó có làm khoảng em độ hay là đi đường về nghe. nó khoảng độ tầm 90 tập. 90 tập, mỗi tập nó rơi khoảng độ 20 phút. Cứ đi đường nghe suốt ngày nghe thôi. Đấy. Ừ. Nghe dần nó ngấm vào tiềm thức. Mình tuổi dần, khung giờ thân tức là 15 tới 17 giờ chính là bậc 7 của mình hàng ngày. Thế là từ đây về sau, những ngày làm việc chung không tính, những ngày đi công tác chính thức không tính, còn những ngày bình thường mình sẽ để dành thời gian này cho Nhiều việc nghỉ video ngơi thế nè, cho việc nhớ đọc kinh hay làm thì em việc hay bao đi bao thi giờ hành chưa một nghe chút. xong được, em nghe một video xong em lại quên đấy, em phải nghe vài lần em cũng Nghe quên đâu rồi đấy. phải để nhớ đâu, cứ nghe thôi. Để anh chỉ em cách này, Cố cho đã sao gọi chung đó. để em chỉ cho các cái cách học mà không quên này. Đấy là Vâng. đừng cố gắng nhớ. Anh học anh không phải để nhớ, anh không cố gắng nhớ bất kể điều gì, nhưng mà nãy giờ em thấy anh ngồi anh nói cho em đọc ra vanh vách, em có cần phải nhớ không? Anh cần phải xem sách không? Không ạ. Anh nói cho em cả một tiếng đồng hồ luôn mà không cần phải xem sách. Nào nào. Ngủ các bạn không? Không. Có Vũ còn chưa đi tắm đây, đi vào đi ngủ đi. có thể xem movie time được không? Biết mấy giờ bây giờ không mà movie time, học thì không chịu học. Đi vào đi ngủ nhanh. À, mẹ phụ ơi. Nhưng bố bảo 10 Đi phút vào nữa đi mày ngủ nhanh, học. không mẹ mắng cho bây giờ. Học xong, Bố bảo 10 học phút nữa xong là thì để bố phòng đi 1. tắm đồ ngủ với các Đúng con. rồi, đúng rồi, bây giờ vào đi ngủ đi. Các bạn này. Đi vào đi ngủ đừng có bảo năng ngoằng, đi vào. Các bạn này 10 Không phút bảo gì là hết. đến số 1 đấy nhá. Không có số 1, số bố còn chưa đi tắm đây. Số Đi 1 vào, có bố. đóng cửa vào. Đây này, ví dụ như là xem cái video người số 7 này. Đấy, tiền hung hậu kết này. Đó là
số tiền hung hậu kiết. Đó. Có nghĩa là vì cái con số 7 á, mọi người để ý nha, nó là một con nghe số đi thầy đại diện cho sự thôi không quan trọng, về nhà nghe nha. Vâng, làm sao để nhớ được cái thầy? Hả? Thì em học em lâu nhớ lắm, em toàn quên thôi. Thì anh bảo rồi, anh cũng toàn quên, anh không nhớ được cái gì hết. Thế cái bí kíp của anh là như này, là học không phải để nhớ. Anh không bao giờ anh học để nhớ, anh cứ ngồi anh nghe thôi. Nghe để làm gì ạ? Nó đi vào tiềm thức của mình, được chưa? Nó đi vào tiềm thức của mình. Sau đó làm sao ạ? Mình phải vận dụng, áp dụng nó vào trong cuộc sống, áp dụng nó vào trong công việc. Thì lúc đấy nó mới nhớ. Ví dụ như là để mà nhớ được ấy, thì anh dùng một chiêu đấy là anh đi chia sẻ. Khi mà anh mới học về thần số, học ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, anh đã đứng lên bảng, anh chia sẻ về thần số học. Chỉ số đường đời, số 1, số 2, số 3, số 4. Lúc đấy chia sẻ thì đã biết gì không? Chả biết cái mẹ gì. Có hay không? Cũng chẳng hay. Nhưng mà mình chia sẻ cho ai? Chia sẻ cái người mà không biết tí nào về thần số học. Tức là mình mới là con số 1 thôi, họ con số 0, mình đã gì ạ? Mình đã thể dạy cho nó rồi. Cái thằng mà biết chữ A, B, C đã có thể dạy cái thằng mù chữ rồi. Đúng không? Thế thôi, mình đâu cần phải lên đến giáo sư đại học để đi dạy A, B, C đâu. Lên lớp 1 phát là dạy cho cái thằng gọi là mẫu giáo. Lên lớp 2 mình dạy cho thằng lớp 1, lên lớp 3 mình dạy thằng lớp 2, được không? Được má. Tại sao không? Đấy. Cho nên là gì ạ? Là việc của mình đó là tìm cái thằng nào mà nó không biết thì xông vào để dạy nó, xông vào để chỉ cho nó. Tất nhiên mình chỉ lúc đấy nó sai tè le ra, nó sai nhiều hơn đúng, nhưng mà không sao cả. Mình bắt buộc phải trải qua cái giai đoạn phải biết sai thì mới biết đúng chứ. Nhưng cuối cùng ấy là mình biết là mình vẫn phải làm và làm cái đấy nhiều lần. Anh làm đến bây giờ 3-4 năm rồi mới được như này. Đâu phải tự nhiên mà được đâu. Nhưng có hai cái điều khiến cho anh thành công, hoặc là ít nhất là anh luận giải ít trượt lắm. Anh luận giải ít khi trượt lắm. Bởi vì có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đấy là anh làm nhiều. Yếu tố thứ hai đấy là yếu tố là gì ạ? Là anh có một cái trực giác cực kỳ phát triển. Anh có trực giác cực kỳ phát triển. Bởi vì sao? Bởi vì là sứ mệnh của anh là sứ mệnh con số 2, sứ mệnh của 11. Sứ mệnh 11 là vừa là cái người lãnh đạo, nhưng mà lãnh đạo bằng có con số 2, tức là lãnh đạo bằng tình yêu thương, lãnh đạo bằng trực giác, lãnh đạo bằng tâm linh. Cho nên là mình sớm muộn thì mình cũng phải đi theo con đường là lãnh đạo người khác bằng tâm linh. Đấy. Và cái con số 11 ấy là cái con số trực giác còn cao hơn cái con số 2, gọi là đỉnh cao của con số 2. Đấy, cho nên là trực giác của anh cực tốt. Ngày xưa ấy là anh đã có những cái cảm nhận rồi. Ví dụ như ngày xưa khi mà mình làm kỹ thuật ấy, mình làm kỹ thuật đi cùng với thằng kinh doanh. Đấy, thì thằng kinh doanh đấy nó đến nó chia sẻ cho khách hàng ui hay gút ký hợp đồng lên báo giá. Thế mình về mình bảo thằng cha này thế nào chắc là không ăn thua gì đâu. Ông kinh doanh bảo mẹ ngon thế mà bảo không ăn thua gì. Thế mà em cứ cảm nhận ra nó có vẻ là không ổn. Thế mình cũng chẳng hiểu nó không ổn ở đâu, cũng không giải thích được. Nhưng đúng rồi, cuối cùng là gì ạ? Là khách hàng đấy không ăn thua gì thật. Không ký được hợp đồng mà cũng chẳng kiếm được tiền gì. Tức là nó chỉ có chém gió thôi, nó không có tiền. Nhưng mà nó làm như thật ấy. Cũng hỏi han các kiểu rồi chi tiết ấy. Xong cuối cùng nó chẳng làm. Cứ dở ương ương, nó cũng tốn rất nhiều thời gian vào cái thằng khách hàng đấy. Mà không phải một lần như thế nhé. Mình cứ đi khách hàng nào đấy, mình bảo là cái này ngon đấy, khả năng là thành công cao. Thì y như rằng là ký được hợp đồng. Mà mình không giải thích được nhé. Không giải thích được tại sao mình lại nhận xét như vậy. Mà mình nhận xét ra thằng kinh doanh ấy, thằng kinh doanh lớn tuổi hơn mình là anh ấy. Ông anh ấy ông không tin. Ông bảo mày, lý thiên. Nhưng mà sau gần như 90% những cái gì mình cảm nhận nó đều đúng. Nhưng mình không giải thích được tại sao mình cảm nhận như vậy. Đấy là trực giác. Hiểu không? Anh ngồi một người tự nhiên anh biết cái người đấy họ nghĩ gì về mình, họ biết được người đấy nghĩ như nào, mặc dù ngoài miệng họ nói khác hoàn toàn nhé.
Có nhiều người khen, ui giời anh tuyệt vời, anh giỏi quá thế này thế kia. Mình ngồi mà, mẹ mày sau lưng tao là mày chửi, mày chơi xấu tao đúng không? Tức là mình đọc vị hết ra được họ mà mình không, lúc đấy mình còn chưa học nhá. Chưa hề học, chưa hề có kiến thức gì luôn. Mà mình đã có cái cảm nhận đấy rồi, mình đã biết được điều đấy rồi. Thì em cũng là như vậy. Em chưa cần học, em đã biết được à cái người này người kia họ họ như nào, thậm chí là gì ạ? Nếu như anh có một cái tính xấu, tức là gì ạ? Mình hay bóc phốt người khác. Bởi vì nó không muốn người khác biết được cái điều đó, nhưng mình lại biết, thế mình lại nói ra, thế thành ra mình lại người dở. Mình lại dở. Em có bị trường hợp như thế không? Có Ừ, đấy. Tức là có nhiều thằng nó gọi là chém gió ấy. Nó chém gió là mình lại nhìn ra được cái thực sự của nó, xong mình lại nói ra. Thế thì nó lại bẽ mặt. Mà nó bẽ mặt thì nó sao ạ? Nó không chơi mình nữa. Đúng ạ. Đúng ạ. Đấy. Thì cái trực giác của mình tốt thì mình phải rèn luyện nó. Thì khi mà anh rèn luyện nó rồi ấy, thì anh biết rồi ấy. Thì bây giờ anh tém tém hơn. Tức là anh chỉ nói cái người nào đáng nói thôi. Chứ mình không đi nói lung tung. Mình nói lung tung thì sao ạ? Đúng. Mất bạn, mất khách, rồi là mất đối tác. Nói ra những cái thứ mà có những thứ mình nhìn thấy mà người ta không nhìn thấy, mà mình nói ra là không tốt. Đôi khi là mình Vâng. phải giả vờ như không nhìn thấy. Thì cái này để mà luyện được cái tính gọi là giả vờ như không thấy này thì lại phải lên level rất là cao. Hiểu chưa? Vâng. Ừ. Nhưng mà em lại Và luyện được cái điều này dễ hơn anh. Em luyện điều này dễ hơn anh. khó luôn ấy, bởi vì em chưa có kinh nghiệm gì, với lại Tại sao em non luyện dễ hơn? Bởi vì như này, em biết được cái điều này sớm hơn anh. Anh đến năm 36, 37, 38 tuổi. 38 tuổi anh mới biết đến thần số. 36 tuổi anh mới bắt đầu thay đổi, bắt đầu mở mang đầu óc, bắt đầu học tập. Nhưng em biết điều này sớm hơn anh. Em trẻ hơn anh. Cho nên cái việc mà thay đổi của em nó dễ hơn. Em tưởng tượng này, bây giờ em mới 23, 22, 22 tuổi, 23 tuổi. Em tưởng tượng là nếu như khoảng độ tầm 10, mười mấy năm nữa em mới bắt đầu học tập, mới bắt đầu thay đổi thì nó khó rất nhiều. Càng trẻ thì cái việc học tập và thay đổi nó dễ hơn. Hiểu chưa? Cho nên cái đầu tiên nên là em dễ hơn, bởi vì là em biết được cái điều này sớm hơn, em may mắn hơn anh cái điều này. Rõ chưa? Đấy. vâng Mặc dù cái người con số 7 ấy, là thay đổi rất khó, và cái người cực kỳ khó thay đổi, bảo thủ cứng đầu vô cùng luôn. Và lại rất hay bới lông tìm vết, lại rất hay soi mói cái xấu của người khác. Có đúng không? vâng Ừ. Nhưng mà mình là gì ạ? Là có cái nhân cách số 2. Mình cái nhân cách số 2 thì sao ạ? Thì mình không muốn mất lòng người khác. Đúng chưa? Đúng, Ừ. đúng. Cho nên là ít nhất thì mình cũng cũng biết là họ như vậy, nhưng mà mình bởi vì mình không muốn mất lòng cho nên mình cũng vậy thôi, mình cũng né né, mình cũng tém tém đi, mình biết nhưng mà thôi cũng chẳng nói, kiểu kiểu vậy. Chính Ừ. Biết là người ta nói dối rồi nhưng mà thôi đừng bóc phốt người ta làm gì, kệ nó, ok, cứ đúng. coi như là mình Cái giả đấy vờ là mình tin, mình không tin nhưng mình cứ cũng giả vờ là tin đi, tưởng để cho nó tưởng là mình tin đi. Đó. Đấy, đúng, như vậy đúng. là diện là mình đã trên cơ, trên level của nó rồi. Đúng không? Nhiều khi em biết là người ta đang nói xấu đấy thôi, nhưng mà cứ giả vờ như là cũng kiểu đồng lòng, đồng bọn với nó. Ừ. Vâng. Nó đang chém gió mình cứ ô à ê ô à. Đấy, mình cũng gọi là phụ họa để cho nó chém gió cho nó vui, để giữ mối quan hệ thôi. Chứ còn mình biết Đúng thừa. Đúng không? rồi. Đấy. Chính xác. Cái người mà có trực giác tốt như em ấy là gọi là dễ dàng để mà đọc vị người khác. Đấy là thế mạnh của em đấy. Phải xoáy vào cái điều đấy để mà làm việc. Và những người giống như em ấy mà làm những công việc liên quan, ví dụ làm trong nhà nước chẳng hạn, là em đứt ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì trong nhà nước em biết là gì ạ? Là chính trị. Làm chính trị là phải luồn cúi, phải luồn lách, là phải chiêu trò, là phải thế này thế kia. Tức là tưởng vậy mà không phải vậy. Đúng không?
mà em làm trong nhà nước em không thể làm được. Thứ nhất là em quá là thẳng tính, quá là cứng đấy, quá là rõ ràng, cho nên là gì ạ, là rất khó để làm trong nhà nước, được chưa? Ừ. Cái thứ hai nữa là ra tự làm chủ là cũng chết ngay, không làm chủ được. Thế thì làm gì? À, có hai cái hướng. Hướng thứ nhất đấy là mình nếu mà làm chủ thì là mình tự doanh, làm chủ cái nhỏ nhỏ thôi, đừng làm lớn không làm được. Cái thứ hai, cái tốt nhất ấy, đấy là gì ạ, đi cùng với cái người mà giỏi hơn mình, tức là gọi là đi làm thuê hoặc là đi theo kiểu kinh doanh kiểu đội nhóm mà có cái người dẫn dắt ấy. Mà cái quan trọng nhất là cái người dẫn dắt đấy họ sẵn sàng, họ chia sẻ cho em mọi thứ, những gì họ biết, và họ nói chung là cái họ phải là cái người tốt, họ phải người có tâm và có tầm, được chưa? Việc của em đấy là tìm được cái người để bám theo, thế là em thành công. Đôi khi là như là Tây Du Ký là kiểu gì có thằng leader ấy đôi khi nó không phải thằng giỏi nhất, như thằng Đường Tăng ấy, nó là leader ấy. Nó là gì ạ? Định hướng là gì ạ? Mình sẽ đi Tây Thiên để kỉnh thỉnh kinh. Đi Tây Thiên thì nó rất nhiều vất vả khó khăn nhưng mà nó đáng, nó có một cái lý do đủ lớn, có niềm tin đủ lớn, tâm linh đấy. Ông đấy ông tâm linh không, ông sư mà tâm linh không, tâm linh là ông tin vào gì ạ, tâm linh Tây Thiên mà đấy, đã biết Tây Thiên ở đâu đâu, cứ biết Tây Thiên ở hướng Tây thôi, cứ thế đi hướng Tây đi thôi. Nhưng mà ông có niềm tin mạnh mẽ rằng là gì ạ, đến Tây Thiên sẽ thỉnh được kinh sẽ về, sẽ gì ạ, cứu khổ cứu nạn cho gì ạ, dân chúng, tức là gì ạ, có một cái niềm tin lớn và một sứ mệnh lớn. Thì leader đơn giản là niềm tin lớn và sứ mệnh lớn, thế thôi. Thế còn mình là gì ạ? Mình là Tôn Ngộ Không hoặc là Chư Bát Giới hoặc là Sa Tăng. Thì với những cái tính cách với vai trò của em ấy thì em đóng vai trò là Sa Tăng. Em không phải Tôn Ngộ Không, không phải là gì ạ? Thần thông quảng đại 72 phép màu rồi là gì ạ? Nóng tính rồi là gì ạ? Là nhanh nhẹn, hoạt bát. Em cũng không phải là hài hước, vui vẻ, vô lo, vô nghĩ giống như Chư Bát Giới. Mà em sẽ giống như thằng Sa Tăng ấy. Lặng lẽ đi theo, vác hành lý. Nhưng cuối cùng cũng thỉnh được chân kinh, cuối cùng cũng thành thần, thành Phật. Đúng không? Thế thì mình Sa Tăng bài học Tây Du Ký rồi. Sa Tăng hỏi là tại sao ông lại thành công? Phóng viên hỏi Sa Tăng. Sa Tăng bảo tôi biết gì đâu, cứ đi theo sư phụ thôi. Sư phụ đi đâu tôi đi đấy, thế thôi thành công thôi. Biết gì, chả biết gì. Đúng không? Sa Tăng là vậy. Chỉ cần biết đi theo sư phụ thôi là thành công thôi mà. Chọn đúng sư phụ là thành công, thế thôi. Thế em là vai trò, mình phải biết được vai trò của mình là ai. Mình là gì ạ? Là Tôn Ngộ Không, thần cứ thông quảng đại, hay là mình là cái người mà gì ạ? Là gọi là vui vẻ, hoạt bát, hài hước. Hay là mình là một leader có tầm nhìn lớn, sứ mệnh lớn, hay là mình là cái người mà gì ạ, chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ tỉ mỉ, chi tiết, cẩn thận. Thì với cái tính cách, với cái khả năng của em giống như Sa Tăng, tìm được đội nhóm tốt, tìm được thầy tốt, thế là em thành công. Chả có hơn cái gì. Mà khi mà nhìn tìm được thầy tốt thì thầy bảo sao thì cứ thế mà làm thôi, đừng có nghĩ nhiều, đừng có mà cãi. Thế là được thôi, đâu. Ok chưa? Nha. Vâng. Thế là giải được bài toán cuộc đời, nó đã thấy thông chưa? Đã thấy thấy thoáng chưa? Không có chút chút thế ạ. Em xem Mình Tây Du Ký chưa? Khoan, quên hỏi, đã xem Tây Du Ký chưa? có, em xem rồi ạ. Tốt quá. Tưởng chưa xem thì bây giờ về xem đi. Nha. Thế ghi được Vâng. nhiều chưa? Có cái gì thầy ghi lại, thầy đọc em ghi lại hết để tối em ngẫm lại. Thầy ghi được nhanh Có thế. muốn lấy lại cái video này xem lại không? Dạ có. Ok. Thầy đăng lên YouTube đúng không? Hôm trước em thấy của chị Cúc có thầy có tải lên YouTube,
Chị Cúc trí tự ghi âm, chị Cúc trí tự ghi âm rồi. Vâng. Chị Cúc hôm trước chị lên chị học rồi đúng lắm hoa. Chứ ngày nào lên cũng gặp em, chị cũng hỏi thế hôm qua đã xem chưa? Thế về bộ này sao mà không xem? Xem đi, mày còn trẻ xem sớm mà biết sớm như chị đây giờ xem mà muộn quá rồi. Xong chị nếu mà bảo chị là 3 năm trước cái này thì chị không tin đâu, nhưng mà bây giờ bảo chị là chị tin thật. Chị cứ bảo mãi thế, cứ bảo mãi em tôi xem đi, xem cho sớm biết thế nào. Trong với trường hợp của Cúc ấy thì đúng là nếu mà nó chưa trải qua thì nó không tin đâu. Đấy. Nhưng mà với trường hợp của em thì nó lại hơi khác một chút. Đấy. Thì em ấy thì em sẽ tin nếu như trường hợp là em tin cái người đấy. Bởi vì em ấy là cái người mà gọi là khi mà tin một ai ấy, thì là nhiều khi là em tin hết mọi thứ. Đấy. Bình thường mình rất là khó tin nhá. Rất là khó tin để một người ấy. Nhưng mà khi mà tin rồi ấy, thì mình tin hết mọi thứ luôn. Đặt hết niềm tin luôn. Đấy. Và cả hai thái cực đấy nó đều không tốt. Nhớ này. Cả hai thái cực, một là không tin ai cả, hoặc là cái người lạ mình không tin, hoặc cái người quen thì mình lại tin quá. Thì cả hai trường hợp này đều là tiêu cực, đều là không tốt. Hiểu chưa? Đấy. Cho nên là cái mà tốt nhất của mình ấy, đấy là mình hãy hãy thử sức, hãy thử làm. Đừng đừng vội tin nhưng mà cũng đừng vội không tin. Hiểu cái này không? Đâu khó Trước hiểu. trước khi mình tin ấy, Em trước khi mình tin ấy thì mình phải trải nghiệm. Và khi mình trải nghiệm rồi ấy thì gọi là tin bằng trải nghiệm của mình cứ tin đi nhưng mà tin bằng trải nghiệm của mình. Được không? Đấy.